lào lát là từ văn gian được sử dụng để chỉ bệnh ngoài da do vi nấm cạ gây nên. Tác nhân gây bệnh thuộc nhóm và thường gặp nhất là hai loại, và đây là một bệnh da phổ biến. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên thường gặp ở tuổi thanh thiếu niên và trung niên, nam nhiều hơn nữ. Ở những người làm việc trong môi trường ẩm ướt, da mồ hôi nhiều, bơi lội hay vệ sinh kém, đường lây truyền chính thường từ người ngoài da có thể gặp từ gia súc, chó, mèo và đất. Nhận biết hắc lào, hai dấu hiệu nổi bật là ngứa và nổi mẩn đỏ, mụn nước, ngứa ở vùng có tổn thương da cả ngày lẫn đêm, tăng nhiều khi da mồ hôi, trời nóng nực hay về đêm. Nổi mẩn đỏ một vùng có giới hạn rõ trên bề mặt, thường có nổi nhiều mụn nước như phòng tập trung ở rìa của tổn thương diễn tiến đi tâm, tương tự như đồng tiền nên còn được gọi là lát đồng tiền. Bệnh thường khởi đầu ở một bên bệnh, sau đó có thể lan sang bên kia và ra sau mông. Ngoài ra, bệnh còn có thể gặp ở khi bụng và mặt. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ lan thêm ra những vị trí khác, tăng kích thước, tràn hóa hoặc lây sang người khác do tiếp xúc trực tiếp hay lây qua quần áo. Nếu bôi thuốc nhiều không đánh hắc thuốc là quá bằng mạnh thôi cổ dân trang ta lại hay a da non cạnh thuốc không đúng loại bệnh và lào thể nêu gây đen ra ở địa nam phòng nhiều chạy nhân nhiều chọn cách điều rồi và trong thuốc một tố cổ huyền có gây ra những điểm bài trùng thuốc được đi đúc lại có ở khăn miệng từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ cảm ứng hay dị ứng thuốc. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xuất quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người bệnh tin dùng bởi sự hiệu quả cũng như giá cả phải chăng. Với LLTEU tình lọ 100 ôi ngày 03 lần giúp bạn ngăn ngừa căn bệnh hắc lào từ nguồn gốc của bệnh đến những tổn thương ngoài da, đem lại cho bệnh nhân một làn da khỏe đẹp, sự tự tin vốn có. Trong quá trình sử dụng bạn cần tiêm cá mè, thịt chó để hiệu quả của thuốc đạt mức tối đa. Chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả, để được tư vấn về căn bệnh tổ địa cũng như cách sử dụng sản chữa phẩm hắc lào theo hiệu tây y, bạn hãy gọi điện đến cổ số điện thông 1234.7 và 5.7 9 8 để lấy được đầu tư ta vẫn nhiều lúc đau đưa ra tự lại màu đen đắn ta như sạm da hoặc gây biến chứng tương tự thuốc dân gian. Gần đây có nhiều loại thuốc kháng nấm mới có thể dùng tại chỗ hay uống thuốc bôi có dẫn xuất của như và bôi hai lần trong ngày, đặc biệt chỉ cần bôi một lần trong ngày. Những thuốc này có ưu điểm là không có màu mùi thơm, không gây lột da viêm tấy nhưng có thể gây dị ứng nhẹ. Tuy nhiên dị ứng này sẽ giảm và hết khi ngưng bôi thuốc hay dùng thuốc chống dị ứng. Trong trường hợp nấm phát nhiều lần hay nhiều vị trí, thường sử dụng thuốc uống như và tuy nhiên cần cẩn thận khi sử dụng thuốc chống nấm toàn thân do thuốc có tác dụng phụ. Thuốc được sử dụng hạn chế ở những người có bệnh nội khoa mãn tính như gan, thận và khi phối hợp với các thuốc khác cần phải thận trọng có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Do có thể có những dòng thừa nắp lào, thắt lào thường hay phát do dùng thuốc không đúng cách hay do không được nguồn lây để hạn chế phát. Bên cạnh dùng thuốc đúng chỉ định cần phải diệt nấm ở những vật dụng cá nhân như áo quần, mùng, mền,
chỗ gối và bằng cách luộc nước sôi 100 áo trong vòng 1-5 phút. Rác bột trống nấm hay bôi 2% 2 ngày một lần. Đối với người lành chưa mắc bệnh, không nên mặc chung quần áo với người khác, không